Khi mà đứng trên cái khoảng không mà ánh nắng như thế này thì tôi mới cảm nhận được cái nhiệt độ mùa hè nó như thế nào. Thì ngay cái bức tường này khi mà sờ bên trong đấy, tôi phải thấy nó rất là mát. Và khi chạm ra bên ngoài, nó cái cảm giác cái độ nóng, độ nhiệt ấy, nó truyền trực tiếp vào cái cơ thể đầy nóng ran. Đấy, sức nóng của không khí càng ngày nó càng khắc nghiệt như thế nào đấy, rất nóng, nóng bỏng tay. Rất nóng bỏng, nóng bỏng tay. Thì nói thêm để quý vị hiểu hơn là cái dòng Chromebook hay là cái dòng ABS ấy, thì cái khả năng cái chống thấm ấy nó rất là tuyệt vời. Chúng ta phơi mưa phơi nắng thoải mái. Đây quý vị nhìn thấy rằng cái nước đây, mình sẽ chi tiết thực tế luôn là bản chất cái tấm này là không hoàn toàn không thấm, nhưng nó có độ hút nước. Hút nước này được cho phép điều chỉnh để liên kết được với nhau. Thì đây là cái quý vị nhìn thấy, toàn bộ là nước trên bề mặt thoải mái, không bao giờ thấm nước. Và giải pháp của Chromebook nó sẽ đồng bộ toàn bộ là sau khi lắp cái tấm này, bản chất nó không thấm ra thì chúng ta chỉ xử lý cái mạch này thôi, cũng bằng sơn keo chống thấm đàn hồi Chromebook đa năng. Đấy, thì chúng ta có một cái sản phẩm công trình chất lượng và chúng ta chịu được cái thời tiết nắng mưa nhiệt đới ở miền Bắc chúng ta nó rất là khắc nghiệt. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi sản xuất và cung giải pháp tấm pallet bê tông siêu nhẹ đồng bộ. Trong bộ sản phẩm có một dòng tấm vượt trội là tấm 5cm, rộng 61cm và dài có hai kích thước, tấm ngắn là 1m22 và tấm dài là 2m44. Trọng lượng chỉ có 37kg trên 1m2, có một lớp cốt thép chịu lực, hai lớp vỏ bề mặt là Sembot tăng khả năng chịu lực và chịu va đập. Chịu lén uốn lên đến 1,7 tấn trên 1m2, rất phù hợp để quý vị và các bạn làm mái chéo nhà vườn, nhà hôm tây, nhà nghỉ dưỡng, thay thế cho đổ bê tông mái chéo phức tạp về mặt kỹ thuật mà tốn kém. Làm sàn quán cà phê, sàn nhà hàng, sàn nhà xưởng chịu va đập, chịu lực, thi công nhanh gọn nhẹ và tiết kiệm về chi phí. Ngoài sản phẩm tấm 5cm thì chúng tôi còn các cái sản phẩm tấm 7,5cm và 10cm đều có hai lớp cốt thép chịu lực hàn thành lòng, tăng khả năng chịu lực của tấm. Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà hơn thế, chúng tôi cung ứng giải pháp đồng bộ, mang đến chất lượng và an toàn cho quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu về nhà máy sản xuất tấm pallet bê tông siêu nhẹ ở tại Hải Dương với 3 phân khu có 3 dây chuyền sản xuất với tổng diện tích lên đến 23.000m2. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết. Đây là bể mixer để trộn các cái cốt liệu độc nhất và sau đó được bơm xuống khuôn. Sau khi mà trộn đều hỗn hợp bê tông ở bể mixer thì xả xuống bể xả và từ bể xả đó dẫn ống và bơm áp lực vào khuôn thông qua các cái lỗ bơm áp lực đấy. Khi mà cái tấm mà chúng ta sản xuất xong ấy thì bắt buộc bê tông chúng ta phải bảo dưỡng, tưới nước để bảo dưỡng cho bê tông nó tăng cái cường độ và cái khả năng bê tông cái mát ấy nó đạt và nó đảm bảo hơn cái bê tông khi mà chúng ta ra công trình ấy nó không còn rủi ro nữa.